Trong thời gian thành phố áp dụng việc siết chặt giãn cách xã hội, ngành y tế và các địa phương sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để kịp thời phát hiện các ca mắc COVID-19 để tách ra khỏi cộng đồng. Theo đó, đối tượng được xét nghiệm đợt này gồm toàn bộ người lao động tại các doanh nghiệp có tổ chức làm việc theo kế hoạch 3 tại chỗ, toàn bộ hơn 39.500 người cư trú ở các khu vực đang thực hiện vùng cách ly y tế. Ngoài ra, lấy mẫu cho đại diện toàn bộ hộ gia đình ở các khu vực còn lại và lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19. Các doanh nghiệp làm việc 3 tại chỗ thì xét nghiệm cho toàn bộ người lao động tại đơn vị mình với tần suất 3 ngày một lần, mà chi phí do doanh nghiệp chịu trách nhiệm. Sẽ có 9 đơn vị tham gia thực hiện xét nghiệm đợt này và việc lấy mẫu được tiến hành theo nguyên tắc cuốn chiếu tại tổ dân phố và bảo đảm các yêu cầu phòng chống dịch. Bắt đầu thực hiện từ ngày 16 và hoàn thành vào ngày 21 tháng 8.